Lần trước chúng ta đã thảo luận về gia tốc nảy sinh do sự đẩy và sự kéo. Hôm nay chúng ta sẽ biểu diễn chúng một cách định lượng hơn theo các định luật Newton. Thật ra, định luật thứ nhất đã có từ những năm đầu của thế kỷ 17. Nó được Galilei gọi là định luật quán tính. Và tôi sẽ đọc cho bạn định luật của ông ấy. Nếu không chịu sự tác động của lực từ bên ngoài, một vật thể đứng yên sẽ giữ nguyên trạng thái đứng yên, và một vật thể chuyển động tiếp tục chuyển động với vận tốc không đổi dọc theo đường thẳng. Và bây giờ tôi sẽ đọc cho bạn những từ của riêng Newton trong cuốn sách nổi tiếng của ông ấy, Principia. Mọi vật thể giữ nguyên trạng thái đứng yên của nó hoặc chuyển động đều theo đường thẳng nếu không được điều khiển để thay đổi trạng thái đó bởi những lực cưỡng bức trên nó. Rõ ràng là các định luật Newton trái với kinh nghiệm hàng ngày của chúng ta. Có khi có những vật không chuyển động theo đường thẳng, và đa số các vật không thể tự duy trì trạng thái chuyển động của nó. Lý do là vì có trọng lực, và còn lý do nữa, cho dù bạn khử được trọng lực thì cũng còn lực ma sát, sức cản không khí, và vì vậy vật sẽ luôn luôn đến điểm dừng. Nhưng chúng ta tin rằng khi không có bất cứ lực nào tác động lên vật, nếu nó có vận tốc nào đó thì nó sẽ tiếp tục chuyển động dọc theo đường thẳng mãi mãi. Bây giờ định luật rất cơ bản này không đúng trong tất cả các hệ quy chiếu. Chẳng hạn, định luật sẽ không đúng trong các hệ quy chiếu mà tự nó đang tăng tốc. Hãy tưởng tượng rằng tôi tự tăng tốc ngay đây, hoặc tôi nhảy lên ngựa, hoặc tôi lái xe đạp, hoặc mô tô, hoặc xe hơi, và bạn thấy tôi đang tăng tốc theo hướng này. Và bạn ngồi ở đó, và bạn nói: "À ha, vận tốc của ông ấy đang thay đổi, do đó theo định luật thứ nhất phải có một lực tác dụng lên ông ấy." Và bạn nói: "Ê chào, thầy có cảm thấy lực đó không?" Và tôi nói: "Vâng, có. Tôi thật sự cảm thấy nó, tôi cảm thấy ai đó đang đẩy tôi, phù hợp với định luật thứ nhất." Hoàn hảo, định luật thứ nhất đúng. Bây giờ tôi ở đây. Tôi đang tăng tốc theo hướng này, và đối với tôi tất cả các bạn đang tăng tốc theo hướng này. Tôi nói: "À, định luật thứ nhất sẽ đúng. Vì vậy những người này sẽ cảm thấy bị đẩy." Tôi nói: "Ê chào, bạn cảm thấy đẩy phải không?" Và bạn nói: "Tôi không cảm thấy gì cả, không có đẩy, không có kéo." Nói một cách tổng quát, định luật thứ nhất không đúng trong hệ quy chiếu của tôi nếu tôi đang chuyển động có gia tốc đối với bạn. Vì vậy bây giờ đến câu hỏi: khi nào định luật thứ nhất đúng? Định luật thứ nhất sẽ đúng trong hệ quy chiếu quán tính. Và hệ quy chiếu quán tính là hệ quy chiếu mà trong đó không có bất cứ loại gia tốc nào. Điều đó có thể không? 26100 được không? Giảng đường này là một hệ quy chiếu quán tính phải không? Thứ nhất, trái đất quay quanh trục riêng của nó và 26100 đi cùng với nó, điều đó cho bạn một gia tốc hướng tâm. Thứ hai, trái đất quay quanh mặt trời, chuyển động đó làm cho nó có gia tốc hướng tâm. Trái đất bao gồm cả bạn, bao gồm cả 26100. Mặt trời chuyển động quanh ngân hà và bạn có thể tiếp tục và tiếp tục. Vì vậy rõ ràng 26100 không phải là một hệ quy chiếu quán tính. Chúng ta hãy thử ước tính xem gia tốc mà chúng ta phải chịu khi ở đây trong 26100 lớn như thế nào, và hãy bắt đầu với cái do sự tự quay của trái đất. Đây là trái đất đang quay với vận tốc góc omega, và đây là đường xích đạo, và trái đất có bán kính nào đó. Bán kính của trái đất, đây là ký hiệu cho trái đất. Bây giờ tôi biết rằng 26100 ở đây, nhưng hãy xét trường hợp xấu nhất là bạn ở trên đường xích đạo. Bạn chuyển động tròn giống như thế này, và để làm điều đó bạn cần một gia tốc hướng tâm AC như chúng ta đã thấy từ trước, bằng omega bình R. Nó lớn như thế nào? Chu kỳ quay của trái đất là 24
nhân 3600 giây. Vì vậy, omega bằng 2 pi chia cho 24 nhân 3600 và đơn vị là radian trên giây. Và bây giờ bạn có thể tính omega bình R của trái đất là bao nhiêu nếu bạn biết bán kính của trái đất khoảng 6400 km. Tất nhiên phải đảm bảo rằng bạn đã đổi sang đơn vị mét. Và sau đó bạn sẽ tìm thấy rằng gia tốc hướng tâm tại đường xích đạo là lớn nhất. Ở đây nó nhỏ hơn bằng 0.034 mét trên giây bình phương. Và giá trị này rất nhỏ hơn. Cái này nhỏ hơn 300 lần so với gia tốc cộng trường mà bạn phải chịu ở đây trên trái đất. Và nếu chúng ta xét chuyển động của trái đất quanh mặt trời thì sẽ ra một số nhỏ hơn 5 lần số này. Hay nói cách khác, những gia tốc này cho dù chúng có thật và chúng ta có thể đo được dễ dàng bằng những dụng cụ công nghệ cao ngày nay, chúng nhỏ hơn rất nhiều so với gia tốc trọng trường. Và do đó, bất chấp những gia tốc này, chúng ta sẽ thừa nhận giảng đường này gần đúng là một hệ quy chiếu quán tính mà trong đó định luật Newton nghiệm đúng. Có thể chứng minh được định luật Newton không? Câu trả lời là không. Vì không thể đảm bảo rằng hệ quy chiếu của bạn không có bất kỳ loại gia tốc nào. Chúng ta có thể tin điều này không? Có. Chúng ta tin nó vì nó phù hợp với tất cả các thực nghiệm mà chúng ta đã làm trong khoảng sai số của phép đo. Bây giờ đến định luật 2, định luật Newton thứ 2. Tôi có một lò xo bây giờ hãy quên trọng lực. Bạn có thể làm điều này ở ngoài không gian. Đây là chiều dài lò xo khi ở trạng thái bình thường và tôi kéo lò xo. Tôi kéo nó một lượng nào đó, một khoảng cách nào đó, bao nhiêu không quan trọng. Và tôi biết rằng khi tôi làm điều đó sẽ có một sự kéo về phía này không thể tránh được. Tôi đặt khối lượng M1 ở đây và tôi đo gia tốc do sự kéo này gây ra trên quả nặng. Ngay sau khi tôi thả nó ra, tôi có thể đo cái đó. Vì vậy tôi đo gia tốc A1. Bây giờ nếu tôi thay thế quả nặng này bằng quả nặng M2, nhưng sự căng của lò xo vẫn tương tự như trước. Vì vậy sức kéo phải giống nhau. Lò xo không biết khối lượng là gì ở đầu còn lại, đúng không? Vì vậy sức kéo giống nhau. Tôi đặt M2 ở đó, khối lượng khác, và tôi đo gia tốc mới A2. Kết quả thực nghiệm cho thấy rằng M1A1 sẽ bằng M2A2. Và tích này MA chúng ta gọi là lực. Đó là định nghĩa lực của chúng ta. Vì vậy, cùng một sức kéo trên quả nặng khối lượng 10 lần lớn hơn thì sẽ cho gia tốc 10 lần nhỏ hơn. Tôi sẽ đọc cho bạn định luật 2. Lực tác dụng lên vật thể tạo ra cho nó một gia tốc cùng hướng với lực. Điều đó cũng quan trọng. Gia tốc cùng hướng với lực. Và độ lớn là MA. MA là độ lớn và hướng cùng hướng với lực. Và vì vậy bây giờ chúng ta sẽ viết cái này trong niềm vinh quang. Đây là định luật 2 Newton. Có lẽ là định luật quan trọng nhất trong tất cả các định luật vật lý. Và dĩ nhiên là trong tất cả các định luật của 801. F bằng MA.